Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với chương trình bình luận đồng hành cùng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Mỹ tại FIFA Women's World Cup 2023 trên truyền hình Quốc hội. Như vậy là trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho đội tuyển Mỹ, nhưng cũng cần phải dành rất nhiều những lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta, bởi rõ ràng đây là một màn trình diễn mà chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh, cựu cầu thủ Văn Thị Thanh, chị đánh giá như thế nào về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ hai? Hôm nay thì đội tuyển Mỹ cũng chơi rất là hay, rất là ấn tượng, nhưng mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì chơi Thanh nghĩ là trên cả tuyệt vời, 200%, có thể 200% đến 300% sức, tập thể của đoàn kết. Và hôm nay Thanh nhìn thấy là sự trở lại của Trương Thị Kiều cũng như là Hải Yến và Dương Thị Vân, thì Thanh nghĩ đấy là một cái tín hiệu rất là vui, không chỉ là cho cái trận đấu này đâu, mà còn hành trình trong cái vòng bảng thì còn gặp với cả Hà Lan và gặp Bồ Đào Nha, hai đối thủ với chơi như thế này thì rất là có cơ hội trong cái trận gặp Hà Lan cũng như là Bồ Đào Nha. Vâng, và ngay lúc này chúng tôi đã có tín hiệu từ sân vận động Eden Park, và hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với phóng viên Chuyên Trần để cùng lắng nghe những chia sẻ của các cầu thủ Việt Nam cũng như huấn luyện viên Mai Đức Chung sau trận đấu đầu tiên. Xin được kết nối với chị Chuyên Trần ạ. Phút kia mà ngày hôm nay toàn đội đã nỗ lực đến những phút cuối cùng, toàn đội đã quyết tâm rất là cao và chơi rất là quyết liệt ạ. Trước trận đấu này thì Kim Thanh có cái sự cầu nguyện gì hay không để mình có thể có một cái sự tự tin bước vào trận đấu này, và đặc biệt là cái sự tự tin khi mà mình cản phá thành công quả đá penalty của đối thủ? Dạ, trước cái trận đấu với Mỹ thì em cũng xem trước trận đấu để đọc được tình huống để ra vào cho hợp lý. Còn về tình huống của anh Ti thì em cũng theo dõi Morgan đá, thường thường thì hay đá bên cánh tay phải của em, thì em cũng xem những trận đấu vừa rồi, cũng để ý tất cả các đội đều đá bên phải và em đã bắt bài bên đó. Lần đầu tiên chúng ta ở sân chơi này, cảm xúc của Kim Thanh như thế nào khi mà quốc ca Việt Nam vang lên ở giữa sân vận động Eden Park? Lần đầu tiên mà quốc ca Việt Nam vang lên ở đấu trường thế giới này, em cũng cảm thấy rất là vui và rất là tự hào khi mà bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta đã càng ngày càng tiến bộ và có thể ra những giải đấu lớn. Câu hỏi cuối cùng nhà Nho Thanh là dù chúng ta thất bại ở trận đầu tiên, nhưng cái tỷ số có thể khiến chúng ta hài lòng. Vậy thì kết quả của trận đấu này sẽ tiếp thêm cho các bạn năng lượng như thế nào, tinh thần như thế nào để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai của chúng ta gặp đội tuyển Bồ Đào Nha? Dạ thì toàn đội đây cũng là cái tỷ số cũng tạm gọi là hài lòng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, thì đây cũng là động lực để cho em và toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa những trận đấu sắp tới. Rồi, cảm ơn Kim Thanh. Vâng, có thể thấy là những chia sẻ rất xúc động của Kim Thanh. Cô vừa trải qua một trận đấu có thể nói là thực sự căng thẳng với đội tuyển Mỹ. Có lẽ vị trí của Kim Thanh là vị trí sẽ phải căng sức nhất, tại vì ngày hôm nay đội tuyển Mỹ có tới khoảng 20 cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và nếu như không có sự xuất sắc của Kim Thanh thì có lẽ là đội tuyển Việt Nam sẽ phải đón nhận thêm những bàn thua. Ngày hôm nay thì theo dõi những cú cản phá đó của Kim Thanh thì không rõ là chị Thanh Hương có cảm xúc như thế nào? Hương xúc động lắm. Mình cũng không biết bao lần rơi nước mắt, bởi vì ở đây cái xúc động đấy nó là cái lòng tự hào của dân tộc Việt Nam. Và Hương thấy các bạn chơi quá hay rồi. Hương không còn quan tâm đến bàn thắng nữa, Hương không còn quan tâm đến con số trong ngày hôm nay và sự dự đoán nữa, mà Hương chỉ thấy rằng là một cái tinh thần Việt Nam. Thanh thì đánh giá như thế nào về hai đối thủ này?
Thanh nghĩ là hai đối thủ còn lại thì là Bồ Đào Nha hay là Hà Lan thì cũng rất là mạnh. Mặc dù là như chúng ta biết là Bồ Đào Nha phải thi đấu đến gần như là cuối cùng mới biết được là mình được vào vòng chung kết của World Cup. Tuy nhiên thì là không thể xem nhẹ Bồ Đào Nha được, tại vì là Bồ Đào Nha cũng đến từ một cái đất nước có cái nền bóng đá rất là phát triển. Còn lại Hà Lan thì chúng ta biết rồi là sau Mỹ là đứng thứ hai. Sự chuẩn bị của thầy trò Mai Đức Chung cho đến cái thời điểm này thì ta nghĩ là qua cái trận đấu vừa rồi thì là thầy trò đã có những cái tiến bộ vượt bậc so với những cái giải đấu trước và giải đấu này. Như mọi người đã xem là World Cup năm 2019 là đội tuyển Thái Lan có thua đội tuyển Mỹ là 13-0. Còn hôm nay là đội tuyển Việt Nam mình đấy với cái băng đầu trên đầu của Vân này, rồi Yến này, thì đấy nó là thể hiện một cái tinh thần rất là Việt Nam. Và cái kết quả hôm nay thì Thanh nghĩ đó là có thể chấp nhận được, và chúng ta cùng đồng lòng để làm sao hướng tới hai trận đấu là gặp đối thủ Hà Lan và đối thủ Bồ Đào Nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với chia sẻ của huấn luyện viên Mai Đức Chung ạ. Tại đấu trường World Cup và tới số 3-0 có khiến cho ông hài lòng hay không ạ? Vâng, phải nói là tôi vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu của đội. Và đúng với đấu pháp đề ra, tất nhiên là cái trình độ chúng tôi còn thấp kém hơn bạn. Đấy, và chúng tôi còn hạn chế về chuyên môn. Nhưng rõ ràng về chúng tôi đã hứa trước trận đấu là chúng tôi có thể thua kém chuyên môn, nhưng tinh thần chúng tôi thi đấu sẽ tốt. Thì rõ ràng cái trận đấu này tôi rất là hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Yeah. Cầu thủ nào khiến cho ông cảm thấy yên tâm nhất ở trận đấu này sau 90 phút thi đấu ạ? Có lẽ là chờ vị trí thủ môn tôi yên tâm nhất. Thủ môn Thanh đã cứu nguy xuất sắc nhiều cái đường của dứt điểm đội bạn. Thế và tôi cảm thấy rất là yên tâm. Tất nhiên ngoài ra thì toàn đội cũng là thi đấu tốt, đã chặn được những cái đường bóng của phía bạn. Dạ. Lần đầu tiên chúng ta quốc ca của Việt Nam vang lên ở đấu trường World Cup giữa sân vận động Eden Park của ở New Zealand, vậy thì cảm xúc của riêng ông như thế nào? Có lẽ cảm xúc của tôi dâng trào. Tôi chưa bao giờ được có cái cảm xúc đá World Cup, tức là thế giới, toàn thế giới phải nghe quốc ca của chúng ta, và tôi lại được chào cờ hát vang cái bài quốc ca của đất nước Việt Nam chúng ta, thật là vinh hạnh và hãnh diện. Dạ, một câu cuối nữa thôi dành cho ông, đó là chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh như thế nào để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai gặp Bồ Đào Nha ở Hamilton? Có lẽ là mỗi trận đấu chúng tôi sẽ điều chỉnh chuyên môn khác nhau với đối tượng, tùy từng đối tượng. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung và chúc mừng cho một trận đấu ra quân thành công của đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ xin mời trở lại trường quay. Xin cảm ơn người hâm mộ bóng đá trong cả nước. Vâng, xin cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung và chúc huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các học trò sẽ tiếp tục có một hành trình tuyệt vời tại World Cup nữ năm nay. Trở lại với trường quay của chúng tôi, chia sẻ vừa rồi của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho thấy rõ ràng là định hướng của đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu lần này là như thế nào. Chúng ta thua kém về mặt trình độ, đó là điều không phải bàn cãi, nhưng chúng ta sẽ không thua kém về tinh thần thi đấu. Và ngày hôm nay rõ ràng là các cầu thủ nữ của chúng ta đã trình diễn đúng định hướng mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đề ra, đúng không chị Văn Thị Thanh? Phải nói là khi nhìn thấy thầy Mai Đức Chung thì Thanh rất là cảm xúc, vì một người thầy gọi là người chuyển lửa của bóng đá nữ Việt Nam. Và cá nhân Thanh thì bây giờ Thanh làm huấn luyện viên thì Thanh cũng học hỏi được từ thầy rất là nhiều, từ cái cách thầy chỉ đạo cho đến cái cách thầy tiếp cận trận đấu. Nhìn các cầu thủ thi đấu trên sân là có thể thua về mặt chuyên môn và thể hình chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng về tinh thần thì chúng ta là không thể thua. Và bằng chứng nào đó là cái cách các cầu thủ đã thể hiện hôm nay trên sân, gọi là tinh thần rất là tuyệt vời. Và xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, mặc dù là về kết quả trận đấu nó không chưa được như ý, nhưng chúng ta đã chiến thắng trong người hâm mộ và chiến thắng chính bản thân mình. Vâng, có lẽ là trước khi mà trái bóng lăn thì chúng ta cũng đã chiến thắng rồi, bởi vì là có một vé để tham dự World Cup như thế này cũng đã là một vinh dự rất là lớn rất rồi là tuyệt vời. Và tôi thực sự ấn tượng với những cái hình ảnh đó là các cầu thủ đã thi đấu và lăn xả hết mình. Ví dụ như là cầu thủ Dương Thị Vân cũng mặc dù cũng đang bị băng đầu khâu đến 8 mũi nhưng mà cũng đã quyết tâm ra sân thi đấu. Và chị Thanh Hương thì thấy như thế nào với hình ảnh này ạ? Hương đang xúc động quá, nhìn thấy hình ảnh xúc em, động quá. Vâng chị, em cũng đã từng ở vào những cái giai đoạn như vậy.
Ví dụ khi mà em làm cuộc đời với đẹp sao, có những lúc em cảm thấy rất là mệt mỏi, em không còn đủ sức để mà kéo những cái xe hàng nặng như vậy nữa. Và mọi người cũng biết rằng là thể lực của Việt Nam mình thì nếu mà so với các bạn thì nó là một cái sự gọi là khập khiễng vô cùng. Nhìn về hình thể, về chiều cao, về mọi thứ đều hơn. Nhưng ngày hôm nay em không hề thấy có một cái sự gọi là khoảng cách về thể lực. Các bạn thể lực đến giây phút cuối cùng. Và nhìn cái hình ảnh như là Dương Thị Vân khi mà đầu bạn vẫn băng như thế, bạn vẫn giao với một cái tinh thần nó rất là chơi hay và luôn. Chơi tuyệt vời như thế. Em cũng vẫn hy vọng rằng sẽ có một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Đấy là điều chắc chắn. Dạ, chúng ta cũng rất là cảm thấy là rất là sót cho các cầu thủ khi mà Bích Thùy cũng bị đau này, rồi Hải Linh cũng bị đau và Dương Thị Vân thế. Nhưng mà tất cả các cầu thủ đúng là dòng máu của con người Việt Nam thì luôn chảy trong tim, luôn chảy trong cơ thể của các cầu thủ, nên là phải thi đấu đến giây phút cuối cùng, phải thi đấu hết sức mình, đúng không ạ? Vâng, chị Văn Thị Thanh đánh giá như thế nào về nền tảng thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam hiện tại? Trước đó thì cũng có nhiều người lo ngại rằng khi mà phải đối đầu với cả một đối thủ có sức tấn công mạnh mẽ như đội tuyển Mỹ thì có thể các cô gái của chúng ta sẽ xuống thể lực ở giai đoạn cuối của trận. Nhưng dường như ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể đủ thể lực để thi đấu với họ cho tới hết 90 phút. Để đi được tới cái vòng chung kết này thì là cũng được sự quan tâm của lãnh đạo của liên đoàn cũng như toàn thể người hâm mộ, như nhà tài trợ đã tài trợ và có sự chuẩn bị tốt cho các cầu thủ để làm sao các cầu thủ có cái sân. Thanh nghĩ là không biết là những năm trước mà Thanh mà được như thế này không biết có chạy nổi hay không, nhưng mà thực sự thì hôm nay thì Thanh nghĩ là các cầu thủ rất là tuyệt vời, đã có cái sự gắn kết và hỗ trợ bọc lót cho nhau rất là tốt, và bên cạnh đó thì nó cũng có nhờ có cái sự hỗ trợ bọc lót tốt nên là người ta cũng có cái để tích lũy được cái thể lực để có thể thi đấu được hết cái trận đấu ngày hôm nay. Vâng, chúng ta có lẽ là cũng đã nói tương đối về đội tuyển Việt Nam rồi. Nhưng đối thủ chúng ta ngày hôm nay thì sao? Theo góc nhìn của chị Văn Thị Thanh thì đội tuyển Mỹ ở thời điểm hiện tại có thực sự mạnh hay không? Và so với chính họ, những người đã lên ngôi cách đây 4 năm thì lúc này thực lực của đội tuyển Mỹ đang như thế nào? Phải nói là không phải năm nay Thanh nhìn nhận cái đội tuyển Mỹ cũng như là tại Thế vận hội Olympic Tokyo ấy thì là xem cái đội tuyển Mỹ đá thì là người ta chỉ giành được cái huy chương đồng thôi, nhưng mà Thanh đánh giá là chúng ta sẽ còn 2 trận đấu nữa tại vòng bảng của FIFA Women's World Cup 2023, trong đó trận đấu gặp đội tuyển Bồ Đào Nha vào lúc 14:30 ngày 27/7 sắp tới, và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán giả với chương trình bình luận trường quay chưa đó 45 phút. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới các vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình bình luận của truyền hình Quốc hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt trận đấu và xin hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Abby.